Xin chào các bác và toàn thể anh em. Lên sóng giới thiệu đến các bác và anh em một bộ dàn mini của hãng Sony. Bộ dàn này đang được ghép. Đây là cục dàn của hãng Sony model là PX3. Đang được ghép hai cặp loa cực chất của hãng Sony là cặp loa 373. Cặp loa này thì cực kỳ là ấn tượng luôn với chất âm bát anh em nhé. Với thiết kế là hai bát 12 cân cao su, tiếng bát cực kỳ uy lực luôn, khẳng định với các bác là như vậy. Nhược điểm của cái cặp loa này là tất cả về thì gần như 100% nó đều bị bong chóc đề can, bởi vì cái dòng đề can này nó phủ một cái lớp nylon bên ngoài, trong quá trình sử dụng lâu dài thì nó sẽ bong hết, cho nên đã tiến hành là dán lại đề can cho con này rồi. Mặc dù là bản thân em thì không phải là thợ dán đề can cho nên là dán nó hơi xấu, cho nên là bộ này em sẽ bán thanh lý với giá cực kỳ rẻ so với cái chất âm của nó cho các bác anh em mình cùng chơi, đặc biệt là cho các bác và anh em mình chơi điện thoại, máy tính và tivi qua jack 3.5 đấy. Ngoài ra còn có các chức năng phụ như đĩa CD, đĩa MD và có cả giải mã nữa. Tuy nhiên thì với cái mức giá này thì em sẽ để các bác với một tính năng là chơi tại máy tính và trò chơi nó đơn giản nhất cho các bác và anh em mình mua về làm loa TV hoặc làm loa vi tính chơi qua cổng 3.5 nhé. Với một mức giá cực rẻ, bộ này em bán giá chỉ 1.200.000 đồng thôi, 1.200.000 đồng miễn phí ship toàn quốc và đầy đủ phụ kiện là đủ nguồn và dây lắc cho anh em luôn. Một mức giá cực rẻ, nếu như combo này nếu như mà có đẹp tuyệt vời thì nó mới rơi cỡ khoảng 1.800.000 cơ đó luôn các bác có thể tra mã trên mạng đấy. Em bán giá 1.200.000 thôi, bao tất cả vẫn zin nguyên bản cho các bác đấy, từ loa đến âm ly. Chỉ có điều rằng cái cục dàn thì nó bị mất hiển thị và cái loa thì nó bong đề can nó luôn bác từ đầu rồi đấy, vì cái dòng này chuyên môn bị bong đề can đấy. Thì 1.200.000 thôi, cho các bác anh em mình làm loa vi tính thì cực kỳ thích hợp, nghe nhạc remix đảm bảo các bác là cực kỳ hay luôn, không bộ nào có tầm giá 1.200.000 so sánh được cái chất âm của em nó. Bây giờ thì trước khi quay chi tiết hình thức và hướng dẫn các bác cái cách sử dụng dàn thì em mời các bác anh em mình trải nghiệm một chút xíu cái chất âm của bộ dàn nhé. Đấy, em sẽ mở lớn thanh một chút xíu. Với cái mức giá này thì coi như là em bán cặp loa tặng cục dàn cho các bác anh em mình luôn. Đấy, với mức giá cực rẻ là như vậy. Em sẽ quay qua hình thức cho các bác nha. Con này nó luôn hình thức tổng thể còn tương đối đẹp. Đấy, các bác anh em mình mua về làm loa vi tính thì quá ok luôn. Đảm bảo trong tầm giá này hay hơn loa vi tính của các bác rất là nhiều luôn. Đấy, để các anh em dán tuy nó không được đẹp lắm nhưng mà cũng với mức độ của nó quá xấu, quá tệ. Nó chắc chắn là sẽ đẹp hơn lúc mà chưa dán. Đấy. Model của loa đây anh em nhá. CMD 373. Anh em có thể tra mã trên mạng. Với các loại anh em vẫn thường bán khoảng 1.000.000, 1.100.000 rồi. Made in Japan. Đấy. Bát 12 đánh cực kỳ lực luôn anh em nhá. Đánh rất lực luôn. Bên này mình bong một cái tem. Ok, em quay về sau để hướng dẫn các bác cái cách đấu dây rắc nha. Thế con này có cả cái cổng giải mã này. Đấy. Tuy nhiên em bán em bác một chức năng thôi. Là chơi điện thoại máy tính cho đơn giản, anh em dễ dùng nhá. Đây anh em cắm vào một cái hàng lỗ này. Bỏ qua không cắm hàng lỗ này nhá, anh em bịt lại. Cắm hàng lỗ này cho em thôi nhá, để chơi điện thoại máy tính nhá. Hàng lỗ có chữ B này nhá.
còn không cắm vào chữ A. Đấy. Còn đây là khu vực tản nhiệt, quạt tản nhiệt này. Dây rác anh em đấu đúng màu nhá, trắng vào trắng và đen vào đen. Đây dây trắng là dây dương, dây đen là dương. Bên này cũng vậy nhá. Dây trắng vào dây dương và dây đen sẽ vào dây âm. Anh em chú ý là hết sức phải đấu dây đúng màu cho em nhá. Anh em đấu sai màu là sẽ không ra tiếng bác. Nói luôn anh em là như thế. Để các bác anh em mình nhớ. Đấy. Đấu đúng màu chưa? Bộ này thì bao tiếng bác uy lực và nhạc remix cực kỳ ấn tượng và hay luôn. Anh em loa vi tính thì quá tuyệt vời luôn. Không có bộ loa vi tính triệu 2 nào mà so sánh được với chất âm của con này luôn. Em khẳng định các bác là như vậy. Đấy. Rồi, ok anh em, hướng dẫn anh em cách sử dụng một chút xíu nhá. Vì con này là cái đầu máy của nó thì nó màn hình của nó bị trắng. Nó bị mất hiển thị. Anh em mở nắp này ra. Đây, anh em khi xong anh em đấu nối dây rác này. Kết nối điện thoại máy tính xong rồi này, mở nhạc ở nơi này. Đấy. Thì anh em bật nguồn lên cho em ở nút này. Và anh em tìm cho em nút có chữ là function đây nhá, đây nút function đây. Đấy, ở nơi đây. Đấy, nếu như bật volume lên chưa hát thì anh em ấn nút function. Nút function là nút chuyển các chế độ. Đây anh em mà đừng ấn nhá. Ấn này, có thể đang ở chữ CD này, ấn tiếp này có thể sang MD này. À đang sang đấy với em, đang déo đấy với em nhá. Ấn tiếp này có thể chuyển sang chữ giải mã này. Ấn tiếp này. Đấy, có thể sang một cái chế độ chơi MD chẳng hạn, chơi CD gì đấy. À chơi analog gì đấy cũng được nhá. Thì có thể chơi cổng trước này, ấn tiếp này. Đấy. Chưa được, ấn tiếp phát nữa. Đấy. Anh em chỉ ấn nút phát dừng thôi. Là tự động nó sẽ dần dần nó sẽ đến chế độ chơi điện thoại thôi. Đấy. Nút này nút tổng hợp chuyển các chế độ luôn nhá ở nút function này đấy. Anh em nào đã từng chơi dàn mini chắc cũng hiểu nút này rồi. Đấy, trong tầm giá thì không có con nào vượt qua được con này luôn. Tổng giá là 1.200.000 đồng, miễn phí ship toàn quốc và bao đầy đủ phụ kiện là đổi nguồn và dây rắc cho anh em. Mọi chi tiết liên hệ đặt hàng anh em liên hệ số Zalo của Trung Kiên, ông đều là 0975 575262. Rồi xin cảm ơn anh em và toàn thể các bác.